I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Lâu dài, gian lòng là bạn về phần các con là thôi người đàn ông con trai mình phải có bản lĩnh là cái gì vững chắc cho người vợ duy nhất của mình. Thứ hai nữa xin phép họ trai cho em nó đại diện của họ trai nó giới thiệu bên họ với họ trai em tập giới thiệu em. Dạ. Trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Tống Chiến, ba đẻ của Thế Trung, đồng thời cũng là đại diện cho họ và nhà gái trong buổi hôm nay. Thì về đây đón tiếp và tham dự để hôm nay
thì tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần tham dự họ nhà gái chúng tôi. Thứ nhất là tên là Nguyễn Thị Huệ, vợ của tôi, đó là mẹ đẻ của cháu Trung. Kế tiếp là anh Trần Thanh Khí, nguyên trước đây anh là tổng đốc công ty cổ phần của Chico 35, cũng là thủ trưởng cũ của em. Tiếp theo là anh Nguyễn Tấn Binh, là ông anh đỡ đầu của tôi, nguyên trước đây anh cũng là tổng đốc của công ty Pisco xuất nhập khẩu của Bình Định. Và tiếp đến là anh Quỳnh Đức Trung, là ông anh tinh thần trong buổi lễ hôm nay không thể thiếu được, đó là hiện giờ anh là bí thư đảng ủy phường Nguyễn Đáng này. Và tiếp theo là vợ chồng của em Sĩ Dung, là chú ruột và thím giao của cháu Trung. Kế đến là em Lệ, là dì ruột của cháu Trung. Và tiếp theo nữa là chị Minh, là người bạn thân của gia đình, đồng thời cũng là người mẹ đỡ đầu của cháu Trung. Hiện tại giờ chị Minh là hiệu trưởng trường cấp 3 Trần Cao Văn của Quy Nhơn. Tiếp đến là chị Loan, là vợ của anh Binh, cũng là vợ chị. Kế tiếp là em Tùng, đó là dượng rể của cháu Trung. Và tiếp đến là em Tuy, là em con của bà già nuôi. Và anh hai, anh vừa nãy là ông anh. Dạ, em tiếp tục. Dạ, con nữa. Anh hai, anh vừa giới thiệu là ông anh của em, là con của bà già nuôi, là xem em nhờ đứa em nuôi gắn. Và tiếp đến là anh Lý, là chồng của mình. Anh là ông anh của gia đình đồng thời, đó là hiện tại giờ anh là cũng là phó đốc khí tượng thủy văn tỉnh Nghi Bình. Thôi nhà trai mình vỗ tay chào chào hỏi lễ. Dạ, kính thưa quan viên hai họ, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, cho tôi thực xin phép được thay mặt họ nhà trai gửi lời chào trân trọng nhất đến họ nhà gái và cầu chúc cho họ nhà gái được an lành, mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc. Tôi cũng xin phép được giới thiệu tên họ nhà trai. Tôi là Võ Văn Khuyến, là cậu thứ năm của cháu Vũ Anh Khôi. Tôi xin phép giới thiệu đây là tôi ở gia đình là cô Tám, là mẹ của cháu Anh Khôi. Và kế tiếp đây là cậu mợ thứ tư của cháu Anh Khôi. Kế tiếp đó là mợ năm của cháu Anh Khôi. Kế tiếp là mợ thứ chín của cháu Anh Khôi. Kế tiếp đó là mợ thứ 10 của cháu Anh Khôi. Còn ở đây xin lỗi sắp xếp đây là dựng 7, thay biết dựng 7 tháng này ngồi trên này nha. Kế bên là cậu Út. Còn kế bên đó là cậu Chính. Cậu Chính đó thôi. Đó là xin phép thưa họ nhà gái, đó toàn thể thành phần cho họ nhà trai đến đây để làm lễ hỏi cho cháu Anh Khôi và cháu Tống Khánh Trung. Ở đây là kính thưa hai họ, kính thưa họ nhà gái, bên lễ hội hôm nay là họ nhà trai đến có mang đến là 6 cáp hoa quả để ra mắt họ nhà gái, để mà cúng tổ tiên, gồm có xin phép gồm có mâm thứ nhất là chầu cao, mâm thứ hai là vụ và trà, rồi mâm tới kế bên là bánh thu thê, cái tên là hai mâm trái cây, có hai kế tiếp là hai mâm bánh kem xin lỗi, không có chuẩn bị thành phố mà ra đây có thành ra là không thuộc bài đấy. Dạ, xin phép được đó là mâm lễ của họ nhà, và một mâm con heo quay, đó là mâm lễ của họ nhà trai đến, và kính mong họ nhà gái chấp nhận cho.
rót 2 ly rượu chưa? Em nãy anh rót rồi. Anh rót rồi hả? Dạ. Rượu lễ nè. Anh đưa anh đi lễ, chấp nhận. Dạ. Có em đại diện dạ dạ. Gái em nhận lễ. Dạ. Mời hoàng trai một ly, nhận lễ luôn. Dạ. Qua phát biểu anh em cùng ly đi, cùng ly trong cái đường lấy cảnh tôi xin phép cũng thay mặt hội già trai cảm ơn hội già gái đã chấp nhận cái lễ vật mà hội già trai mang đến, cảm ơn em nhận hết lễ rồi, nói nhận hết lễ không? Bây giờ em thưa với hoàng trai, em xin phép hoàng trai để đưa hai cháu nó. Chắc ở đây tôi cũng xin thưa hai họ giờ phút này chắc họ nhất là hai họ mình nhất là hỏi là trai nữa cũng mong gặp nhân vật quan trọng hôm nay là cũng kính mời mẹ của cháu Tống Khánh Trung đưa cô dâu ra đây để mà chào hai họ. Kêu nó ra em ngồi đây đi. Xong rồi em nhận cái lễ rồi. Cũng xin phép cũng mời cô Phong nhà ta với bên mẹ cháu chắc lấy cái quà đó mình đưa lên bàn thờ cúng cho tiên cho hai cháu nó có cái ăn. Để cháu nó ra hả? Dạ dạ. Rồi vỗ tay chào mọi người, đi được quan trọng hôm nay. Em lại đây. Đó em đứng đó. Cho một tràng vỗ tay nữa ha. Bây giờ em thưa cái lễ nhà nhận lễ rồi, em thưa dạ. Hoàng trai xin làm lễ tiên lên ông bà. Dạ. Thưa quan viên hai họ, hôm nay nhân ngày lành thánh tốt là cũng là ngày họ nhà trai sang nhà họ nhà gái. Thưa chuyện về hôn lễ của hai con Khôi và Trung, thì tôi có lời trước tiên thì cũng thay mặt cho họ nhà gái kính chúc toàn bộ họ nhà trai cùng bà con thân quyến ở nơi quê nhà lời cầu chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực cuộc sống. Thì qua giờ phút này là tôi như vừa rồi là anh chủ hôn của nhà trai là cũng trình lễ thì tôi chấp nhận các lễ vật và đồng ý chấp thuận cho hai con tiến đến hôn nhân, mong các con có cuộc sống hạnh phúc bình vững là cái thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là xin là để tiến tới cái chương trình thì mời xin phép nhà mời đại diện nhà trai cùng hai con lên cũng tiên linh nha ông bà. Dạ. Đi một người đi bây giờ. Dạ. Em ngồi bên này. Em ngồi bên này. Rồi xin còn một phần nữa là cũng báo luôn là tôi, mẹ của cháu anh Khôi đây mang quà gì đây là trình bày với hai họ là cho cô cháu Khánh Trung đi, mà sẽ báo luôn à. Dạ kính thưa hai họ, hôm nay mẹ của cháu anh Khôi tới đây làm lễ thì cũng có một món quà cho cháu Khánh Trung. Quà cho cháu gồm có một đôi bông và một sợi dây chuyền, một cái vòng đeo và chỉ có phần dạ có gửi ra nhà trai gửi phần tiền coi như là ở trong miền Nam gửi là xin lỗi rồi tiền những nữa còn một phần ở dưới là gửi cho cô dâu mua sắm cái gì đó. Rồi thôi chắc thấy cái phần này là 30, phần kia là 20, hai phần quà là 50 triệu. Còn ở đây
chắc là xin lời mời mời mẹ cô dâu đi với mẹ cô dâu mẹ cho anh Khôi đây một người đeo một chiếc bông cho cháu đây ha. Đề nghị hai họ cho một tràng pháo tay đi. Có nhớ làm xong chưa? Đẹp rồi. Cấu đúng sát rồi. Đây còn muốn qua đây để mẹ càng nhiều càng tốt không sao. Mai cho con muốn ra tay trái cho con tránh đi. Con già rót đi chứ, nãy giờ tao dặn rồi mà. Mày tin tao mà. Chặt quá rồi bạn. Con rót hay con? Này. Xong rồi bây giờ em ngồi xuống đi. Cái thứ hai họ mình giống như tức mà đúng này hai thứ đúng để cho hai cháu đó cũng tự tội nghiệp với cho cháu mà được tại đây được thông cảm cho cháu đi giờ... em à, bỏ cái hộp để lên cái quả này luôn đi. Em bưng cái quả này em bỏ lên trên bàn con bỏ lên bàn cho nó được bưng mấy cái quả này kia ngồi kia bưng phía sau đi bỏ bàn để chụp hình đó này. Rồi, bưng đây để sao con? Nhà trên đó hả? Trên em lên đút nhang coi. Lên đút nhang thôi, nhà trên thôi. Vậy thôi thì đại diện một người lên đi. Đại diện chứ. Cúng cho tiên rồi, lấy cái gì á? Chiếc cái đồ một cái tự trưng một cái tích rồi đem đây cúng cho tiên. Cho cháu đút nhang cho ông bà. Dạ. Thì đây lấy cái dĩa nhỏ. Lấy cái dĩa nhỏ, lấy cái bánh, chiếc cái bánh khô thê rồi. Dạ. Tàu cao cái dĩa một cái tích á. Đi bắt nước
Hồi nãy cậu Năm xin phép chế rồi. Chế rồi thôi. Dạ, dạ. Ta chào rồi, khỏi. Anh mời, mời anh ngồi xuống. Dạ, dạ, mình họ gái trong nhà mình tự đúng rồi, nước còn lỗi nữa. Tôi có ông anh hai. Dạ. Không làm nhưng mà ông anh hai là ông sợ độ cao quá. Mấy cái quả này cháu ơi, cái quả này không, cái quả đó để dưới đi, cái quả nhỏ kia nè, quả kia để lên trên. Quay lại. Còn quả nào nữa đem để trên trên ở trong đó cái. Nặng lắm hả? Em cũng bợ sống được kia, bợ được. Mừng cái con, mừng cái quả bông rơi xuống. Đó. Quất mất cái chữ em ơi. Kệ đó. Để cao quất mất cái chữ rồi. Để cao hơn nữa. Hả? Để cao hơn nữa. Của vậy hả? Không. Để cái này. Cái gì để như này đi. Để ba cái được mà. Nếu mà để như vậy. Để từng chân thôi em. Rồi được rồi. Nói mẹ lấy một ít bỏ tượng trưng lên bàn thờ chưa? Dạ lấy một ít. À một ít thôi, không tượng trưng thôi, không có lấy nhiều đâu em. Con. Lấy một ít trồng cái quả. Xong chưa làm vậy nhanh nha. Xong chưa em quẻ? À em đứng lại em thưa đi. Dạ. Thưa đây. Hôm nay đi kiếm nhau chồng con gái. Dạ. À, thưa hỏi là tay thưa Quang Nguyên hay họ thì kể từ giờ phút này hai con Khôi và Trung cũng là con rể và con dâu của hai họ Lộc thì niềm vui và hạnh phúc kính mong hai họ chúng ta đầu chuyện giúp đỡ cho hai con có cuộc sống tương lai cũng thì cũng tiện đây thì mời nãy giờ cũng đã chắc hơi trễ mà cũng rót rồi thôi mời uống ly trà rồi để chúc phúc cho hai con. Trà đâu. Và sau là mà mời xin phép nhà ta là để đưa con và hai con nữa lên làm lễ tiến lên ông bà. Dạ. Bà. Dạ. Xin mời họ đàn trai đại diện. Mời đại diện. Đại diện được. Ở đây cậu Năm đây hay là mẹ đây? Mẹ đi. Có mẹ đi. Đi ngõ sau đây luôn. Mấy bữa em với anh cái giờ này là nóng như thiêu như đốt. Dâu và ngày lễ thành hôn của hai cháu, tôi cũng công bố luôn cho bà con hai họ được rõ là ngày 8 tháng 12 âm lịch, thì chính cũng công bố lại cho hai gia đình bà con, chứ thật sự là gia đình bên bà gái với bên bà trai hai bên cũng thống nhất rồi, thì tôi nghĩ là thông qua lại và một lần nữa xin phép tôi xin phép được thay mặt họ nhà trai cảm ơn họ nhà gái đã hôm nay tiếp đón rất là thân tình. Một lần nữa xin cảm ơn họ nhà gái. Thank you.
luôn đó. Chơi thì hẹn gặp đám cưới nha. Chúc mừng.